Kính thưa quý đồng hương, trên đời không có nỗi đau nào có thể so sánh được với cái đau của người mắc bệnh phong cùi. Cuộc đời của họ sao quá bất hạnh, ngoài các cơn đau về thể xác, họ còn bị người đời xa lánh, hất hủi, gặm nhấm tinh thần họ, thật là khủng khiếp. Nếu ai đã một lần tiếp xúc với họ, gần gũi với họ, mới thấu hiểu cái khổ đau bị ruồng bỏ, bị hất hủi ra khỏi gia đình và xã hội. Nhưng không, cho dù giữa những dòng nước mắt tràn ngập tủi đau, bây giờ họ đã nở được nụ cười trên những khuôn mặt méo mó biến dạng, vì được bao phủ bởi biết bao tấm lòng nhân ái của người Việt hải ngoại. Đánh tâm